Đó, xin chào các bạn nha. Thì mới reset rank rồi. Và đây là mùa thứ 6 nha. Và mình bị reset xuống sao băng 2. Thì cho dù bạn có thứ hạng cao cỡ nào đi nữa thì cũng reset xuống cao nhất là sao băng 2 thôi. Ok, giờ chúng ta sẽ vào chiến rank đầu mùa xem sẽ như thế nào nha. Ô đệt vãi thiệt. Trời sao lên đây đứng ọt luôn mới vãi chứ. Đầu mùa là toàn là những bạn top cao rồi sát xuống không. Hiện tại rank sao băng là toàn mấy cầu thủ không ạ. Nhấn đi cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Xin lúc liệu liệu. Căng thế nhờ. Còn một đứa nữa, còn chủ tịch Vinagame nữa. Bạn này là một bạn livestream các bạn, bạn nào xem livestream Gibit Mobile thì có biết bạn này nè. À, còn cách xa quá không biết lên được không nữa. Hót đi chim, hót đi em. À, không được à. Cái máy này khởi động ghê vậy ta. Con chim này khá là ngon luôn các bạn. Chạy mấy cái map B này nè, phá vãi. Đúng rồi, hót lên em, hót lên. À, mình sẵn mình nói thông tin về con bé chim này luôn nha. Thì hôm qua nó bị lỗi và bây giờ đã ngưng bán rồi vì nó bị lỗi đó. Thì những bạn nào mà săn chim này rồi tầm 40-50.000 cấp bom trở lên mà không ra đó, là sẽ được hoàn trả cấp bom nha. Còn hiện tại thì không bán nữa vì nó dễ kích lỗi. Nên các bạn săn tốn 40-50.000 không ra thì đừng lo nha. Xịn liền thế. Nó động ghê thiệt luôn á. Vãi nữa trời. Tôi buồn thiệt luôn á. Tại sao còn bị tông ngay khúc đầu top 6 hoài vậy? Tại phải đuối nữa rồi. Cô bé hoàng khăn đỏ tránh ra nào. Hót đi chim, hót đi chim. À, mấy thanh niên này đủ căng quá. Tránh ra, tránh ra. Chụp cái thằng này tránh ra, tao chạy coi. Đã bị vượt rồi nó còn níu áo mình lại đó chứ. Thiệt tình.
hết đường rồi. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Mắt bè thôi, nó mắt thì thôi. Thoát nè em, thoát đi. Mẹ, chim gì vậy? Gãy cánh sao á? Không chịu thoát pha đó. Đúng là top 1 chạy xuống rồi. Ở dưới nó tông ghê quá. Hót lên nè, hót lên nè. Đúng rồi. Xe rất yếu liêu. Nhấn đi cho. 1, 2, 3. Hát ghê. Vậy mà không có đầy nitro ta. Đệt. Tấu hài rồi, chết rồi. Lan VNG đâu quá trời. Những mấy bạn này đua với nhau. Lại còn một mình chủ tịch nữa. Xe ra chủ tịch, xe ra. Ở đó hình như chủ tịch tạch kéo đi chua rồi. Xe liếp liêu. Kéo đi chua. Bước thứ ba kéo không được hai vòng nữa. Con này tham mini bút ít quá. Con khác này sẽ dễ kéo hơn. Thằng clan mình không coi đội trưởng là cái gì hết. Này phải cúp ra khỏi team mới được. Trời ơi lắng ghê quá là. Xếp liêu liêu. Cái này cho. Hót đi chim, hót đi.
con này Time Mini Boost yếu quá. Cái map bebe kiểu này chạy con eo to mạnh hơn, con này chạy mấy cái map cong là mấy cái map mà không có đoạn bay bá hơn. Map này lâu lắm mới đụng, tại mất rank cao không có map này, reset rank thì mới đụng được. Ok, clip của mình cũng đến đây thôi, các bạn xem thấy hay thì like cho mình nha. Và bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký nhé. Bye bye mọi người.